Rồi, một ngày mới tốt lành. Shop Chim Cảnh xin kính chào quý khách, quý khán giả yêu thích bộ môn chim cảnh nha. Hôm nay shop giới thiệu thêm một số loại chim phổ biến mà người chơi chim vẫn đang nuôi hiện tại. Thì trong shop hiện tại thì tách rất là nhiều chim, tách rất là nhiều chim lên lồng, chủ yếu là phần lớn là chào màu. Chào màu là nhiều, tại vì phong trào chào màu nó đang mạnh đó các bạn. Thì cái mẫu chim như cái hình trong clip này, cái dòng này gọi là ngũ sắc nè. Chim này thì nó rất là dễ hót, nó rất là xiên hót, và giọng hót của nó rất là nghe rất là dễ chịu. Như mấy con chim trên lồng này thì giá hiện tại trong shop này đang tách lồng thì giá bán khoảng 300.000 một con. Còn những con bổi thì shop đang bán với giá là 250.000 một con. Ngoài ra thì shop còn có, đây là hai chú vành khuyên bảy đấu. Hai con này thì líu rất là tốt. Mình đã vô cám và chim đã tắm tắm ngon lành rồi. Như con chào màu đó, thì đây có chào màu má đỏ với má trắng. Má trắng thì hàng trung bình bây giờ nó đang là chim trống mà hót tốt thì nó khoảng 500.000. Còn hàng lựa đẹp thì đẹp chuẩn hơn thì khoảng 600. Còn những cái hàng đặc biệt lân tê hay gì đó thì quý khách có thể gọi riêng cho shop nha, theo địa chỉ 0909898666. Chè than, chè lửa cũng vậy. Lửa thì hiện tại những con trên lồng như thế này thì shop đang bán với cái giá là 500 cho đến 550.000. Còn ngoài ra thanh tước thì những con mà đã hót mạnh và ăn bột thì giá khoảng 800 đến 1,5 triệu, tùy vào con hay con dỗm. Cái dòng chào màu má trắng, má đỏ thì hiện tại shop mới về rất là nhiều nha các quý vị. Còn cái mẫu chim như trên lồng này là bạch nè, bạch sinh sản. Cái dòng bạch sinh sản này thì hiện tại thì chim non thì giá cũng dễ chịu nha quý vị. Má trắng này, mấy em này là má trắng tách lồng và đã hót ra dòng ăn cám và tắm tắm ok rồi, giá nó dao động 500. Rồi shop xin cảm ơn quý khán giả nha. Rồi shop sẽ cố gắng quay thêm nhiều clip khác. Xin chào và hẹn gặp lại.